thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cài. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Trong câu chuyện của tập trước, Sam quyết định ở lại nghênh chiến với Julian. Phoenix mới hồi sinh đã thể hiện sức mạnh không ngờ trước Liam. Cuối cùng Sam chiến thắng. Julian bắt đầu tự nhìn lại bản thân, những gì cậu đã từng làm cùng với đội săn đêm tối, liệu có ý nghĩa gì không? Tầng 15. Đứng lại! Bắt lấy hắn! Mấy tên phiền phức này đông quá! Bỏ cuộc đi, kẻ đột nhập kia! Chết tiệt. Nếu có Tiger ở đây, nếu có Leo ở đây. Tiger, Leo. Hả? Số lượng kẻ đột nhập kia tăng gấp đôi rồi kìa. Còn nói nhảm hả? Mau bắt chúng đi. Tiger, chiêu cũ nha. Tớ đánh trực diện, cậu công kích. Tầng 11. Mới tới tầng 11 thôi sao? Khi nào mới hết đây? Tầng thượng còn xa lắm, chạy nhanh lên. Muốn đi thì cùng đi. Tớ và Ho giữ chân bọn chúng, cậu đi mau. William làm được thì tớ cũng làm được. Cậu mau chạy đi. Không có gì, chỉ là tớ thấy cái máy phát xạ gì đó chướng mắt thôi. Cậu giúp tớ xử lý nó được không? Nguy rồi, có chuyện gì vậy? Tớ cảm nhận được điện năng của cả tòa nhà đang tập trung hướng tầng thượng. Chắc chắn có chuyện không hay rồi. Làm tốt lắm Regan. Cho dù phải trèo, tớ cũng phải lên tới đó. Đi. Tiger, Diệu Quang đao kiếm.
bọn ta còn lâu mới sợ. Iron Turtle, gian trận phòng vệ. Cái gì? Phòng vệ Iron Turtle cũng không ngăn cản được đòn tấn công của chúng sao? Sợ quá. Tiger, chúng ta tiếp tục lên trên, phá hủy thiết bị sức mạnh ít trước. Rõ. Nghe nói tên nhóc đó là anh cậu sao? Không sai. Hắn đang tiến về tầng thượng. Ta nghĩ cậu biết mình nên làm gì. Theo đại nhân, tôi đảm bảo đó là nơi tới cuối cùng của hắn. Tiger, chúng ta tìm thấy rồi. Ừ, mau phá hủy máy phát xạ đó đi. Là em, Jack. Jack à. Anh trai, phải khen anh rồi đó. Phá được tất cả hệ thống phòng vệ để đến được tận đây. Dựa vào đám vô dụng đó sao? Em nghĩ chúng cản được anh à? Không sai. Thực lực này của anh mới xứng là đối thủ của em, Leo. Đừng hòng đụng tới sợi tóc của Leo. Anh nhìn đi, sóng điện của sức mạnh X sắp bao phủ cả thành phố này rồi. Không lâu nữa sẽ quét sạch cả thế giới thôi. Jack, anh không thể để kế hoạch của em thành hiện thực được. Quang Ngân đã đăng nhập vào khu 33, xây hệ thống thú hồn, khu vực thạch độc thần bí. Anh trai, siêu xe thần thú của anh vừa mất nhiều sức chiến đấu. Không còn ổn đâu. Chỉ cần dùng hết sức là được. Anh chưa từng ngụy biện cho thất bại của mình. Tiger, nhớ kỹ, không được thua. Đúng là có tinh thần đó. Tốt lắm. Không thể xem thường anh được rồi. Không gian băng tuyết. Cố tạo địa hình có lợi cho bản thân sao? Không dùng thẻ sức mạnh ít, quả nhiên không thể kết băng toàn bộ không gian. Có điều nhiều đó cũng đủ rồi. Leo, bề mặt các thạch nhũ kết băng này trơn quá, không thể sử dụng vô ảnh quang được. Đáng ghét. Anh trai, không chỉ thú hồn quyết đấu, kiếm đạo của em cũng không thua anh đâu. Lên kiếm. Anh trai, hôm nay em muốn cho anh nếm mùi kiếm đạo của em. Jack, kiếm của em chứa đầy tàn nhẫn và hung bạo.
Anh trai, lúc nãy khẩu khí lớn lắm mà, nhưng kết quả vẫn thảm hại vậy thôi. Jack, lẽ nào đây là kiếm đạo mà em theo đuổi sao? Không sai, kiếm chính là sức mạnh, là tất cả của em. Em luôn một mình tu luyện, không cần bất cứ bạn bè, chính vì muốn chiến thắng kiếm của anh thôi. Leo, trong chiến đấu điều kiên kỵ nhất là mất tập trung. Xem ra khoảng cách quá gần thiết bị phát xạ sức mạnh ít cũng khiến hệ thống thú hồn bị ảnh hưởng rồi. Điều đó cũng chứng minh quy lực cực lớn của thiết bị phát xạ sức mạnh ít. Anh không ngăn nổi em đâu, anh trai. Jack, dừng lại đi. Chúng ta còn có thể như lúc trước mà. Anh trai, hôm nay em muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy em đã đánh bại anh. Băng chùy đao. Tiger. Tiger, cậu có sao không? Leo, tớ biết cậu ấy là em cậu, cho nên khi quyết đấu, cậu nhất định sẽ nương tay. Nhưng nếu cậu không đánh bại cậu ấy, những người còn lại chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiger, tớ... Chẳng trách năng lượng của thiết bị phát xạ sức mạnh X lại ảnh hưởng tới hệ thống chiến hồn. Thì ra là heo đại nhân không chờ được nữa. Đây là bốn thiết bị cường hóa thúc đẩy quá trình khuếch tán sức mạnh X. Em đã nói rồi, anh không thắng được đâu. Vẫn còn sức đứng dậy sao? Tiger, phá hủy bốn máy tiếp thu đó trước, ngăn chặn thiết bị phát xạ sức mạnh X khởi động. Các người đừng hòng. Anh trai, anh vẫn luôn như trước, lúc nào cũng xem thường em. Hôm nay là ngày bình chọn thập đại kiếm sĩ, sẽ nhất định đứng đầu bảng. Jack giỏi vậy, chắc chắn đứng đầu thôi. Đáng ghét, chỉ đứng thứ hai sao? Leo, cậu giỏi quá, đứng đầu bảng thập đại kiếm sĩ năm nay rồi. Phải đó, có cơ hội dạy tới với nha. Cẩn thận đó nha, tớ sẽ dạy cậu. Anh hai lại đứng đầu bảng, ai mà nhớ tới người đứng thứ hai này chứ. Jack, lần này chúng ta đều nằm trong top 3, tiếp tục cố gắng nha. Tránh ra, em không cần người khác giả vờ an ủi đâu. Jack à, nếu kiếm đạo của em không thể thắng anh, thì em sẽ đi tìm con đường thuộc về mình. Jack, tại sao vậy? Chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau học kiếm đạo mà. Em không cần bất cứ ai, em sẽ tự mình đạt tới đỉnh cao. Cậu đá bóng hay đánh người vậy? Cậu cản đường tớ, còn tớ phải loại bỏ mọi vật cản. Đơn giản vậy thôi.
chỉ cần chiến thắng, hy sinh bao nhiêu bạn bè cũng được. Hơn nữa em cũng không có bạn bè. Anh trai, trò chơi nên kết thúc ở đây thôi. Tuyệt chiêu quyền băng phá. Em sai rồi, Jack. Anh trước đây cũng giống như em bây giờ, độc lập một mình, không cần bạn bè. Mãi tới khi anh gặp được họ. Leo, cậu và Tiger khi nào đấu với tớ một trận đi. Leo, Luffy tớ luôn xem cậu là bạn rồi. Leo, phải hành động cẩn thận nha. Là họ dạy anh sự quan trọng của bạn bè. Họ khiến anh hiểu, chỉ cần đoàn kết một lòng, sẽ có sức mạnh vô hạn. Đây là... Có chuyện gì? Tớ cảm nhận được đồng đội đang đợi tớ. Tầng 8. William, mau lên hoa. Mọi người đang chờ chúng ta đó. Sirius, thể lực cậu kém quá vậy. Cầu thang tớ leo hôm nay so với cả đời chắc còn nhiều hơn đó. Sirius, Regan, tớ cảm nhận được đồng đội đang chờ tớ. Mau lên, tớ không chờ cậu đâu. Có chuyện gì vậy? Leo, nó đã hiểu hết rồi. Kiếm của cậu, suy nghĩ của cậu, quyết tâm của cậu. Hóa thân thành kiếm của tớ đi. Tiếp chiêu đi. Tuyệt chiêu của Tiger sau khi lên cấp. Cái gì? Trên vai bọn ta còn có sự hy vọng của đồng đội. Sao có thể thất bại ở đây? Đây là... Những gương mặt sáng lựa chọn.